nhé, cả đây nữa. Đất nó còn nóng mọi người. Cháy luôn. Nó cả nhảy rồi, cả nhảy rồi. Nắng quá, nắng quá. Lê cả rồi. Và hey yo, xin chào mọi người lại đến với channel của mình nha. Thì cũng khá là lâu là mình không ra lại video nha mọi người. Cũng là một lý do rất là buồn luôn. Thiệt là rất là buồn luôn. Đó là chuẩn bị là mình sẽ tâm sự cho mọi người nghe. Và hôm nay mình mới suy nghĩ ra một video và mình có lột video với bữa nay là có Hiếu nữa nha mọi người nè. Chào mọi người. Hi. Thì video hôm nay là mình sẽ làm một món về ẩm thực nha mọi người. Nhưng mà ẩm thực một cái là cũng như là mình ghi trên tựa đề rồi. Và mình sẽ làm đó là nhung, cái là nướng trứng mà nướng trong lòng đất, xem thử là lúc nó chín và ăn mùi vị nó như thế nào nha mọi người. Thì anh em mình là có chuẩn bị là 100 quả trứng, 100 quả trứng và một mớ nước. Đây mình sẽ quay cho mọi người. Đây nè, đây là phần đất đỏ mà anh em tụi mình mới đi lái nha mọi người. Đây là 100 quả trứng cút này. Vậy là mình sẽ đếm cho mọi người nha. Và bốn chai nước. Bốn chai nước uống cho ngập hạ luôn. Đấy, ở ngoài biển mà nó có nước mọi người ơi. Có nước là phải có nước này chứ, nước bia uống vô là xác định luôn. Đây nè. Lấy cái nó xúc lên của Hiếu. Mày ăn thử, mày ăn thử coi được không? Đây. Em thử đây. Và bây giờ ở đây là mình sẽ ung cái đất lên như này nha mọi người. Mình ung lên nhà của mình rẽ một lớp này là và mình bỏ trứng vào. Thì bây giờ là Hiếu sẽ đi tìm củi. Trời đang rất là nén luôn nè. Đó, nó tròn tròn luôn. Giờ là Hiếu sẽ làm đi tìm củi và nhiệm vụ của mình là sẽ ung đống đất này lên và rưới cái đất này lên. Ok chứ Hiếu, ok chứ. Rồi. Hiếu đi kiếm củi và mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Hiếu đang đi so tìm củi mọi người ơi. Quanh đây thì cũng có rễ rễ á. Đó, mình thì rễ là có hết rồi. Giờ là mình sẽ bắt đầu ung đất chỗ này lên nha. Và bây giờ là mình sẽ làm một cái vòng tròn nha mọi người. Mình sẽ làm một cái vòng tròn như này nè. Đó, mình sẽ ung đất lên. Và chuẩn bị ở đây là mình sẽ rễ đất đỏ lên. Đó như nè, mình sẽ rễ đất đỏ lên đây và mình bỏ trứng lên. Làm tự tự như cái núi lửa đó mọi người ạ. Làm như cái bắp sen nhé. Như cái bắp sen. Là như vậy là mình sẽ bỏ thêm một chút nữa vào nha mọi người. Thêm một chút đất vào thôi. Đây, mới đi xuống lấy thêm một chút nước nữa. Rồi lót cặn thêm mấy cái đinh cút lại nè. Cho mình lột thêm một lớp nữa, mình lấp trứng lại. Giờ mình sẽ tiến hành đục lỗ là để chuẩn bị cho trứng vô nha mọi người. Mình sẽ cắt mấy lỗ nè. Đủ 100 lỗ cho 100 quả trứng rồi nha. Đây là không biết trong biển có chiến không nữa. Vậy là mình sẽ tiến hành bỏ 100 quả trứng vô đây nha mọi người. Nè, đây là đúng 100 quả luôn nè. Nó qua bị bể nè. Bỏ như thế này một nửa thôi. Đó. Như đây là xí mình đắp đồ lên. Mình đắp vùng lên ở đây mình nướng.
quá rồi ta, 5 quả rồi. Ở đây là có mấy anh bầu xem vui. Giờ em có kênh YouTube mà. Kênh gì anh? Dạ kênh của em đọc Fern Vlog. Fern là chữ F chữ U chữ N chữ đọt này. Dạ Fern Full á, Full á. Dạ Fern Vlog. Dạ đọc Fern Vlog đúng rồi. Tiếng Việt là đọc Fern. Trái này bị bể rồi. Ok để nó nè. Xí nướng nó chín đã. Nước đủ 100 quả không? Dạ, anh phụ xíu được. Đây, anh cầm vô đấy, anh cầm vô đây. Đây, mình thấy vui đấy, mình tiếp sức. Còn mập kia đi kiếm củi rồi. À, thế này mới nhất vậy. Đây là tổng cộng chỗ này là 100 trứng nha mọi người. Chuẩn bị mình sẽ đếm lại cho mọi người xem. Nè mình lấy mình chích thêm lỗ đi, lấy cái cài mình chích thêm lỗ đi, biết bao nhiêu trứng rồi ta, thiếu mình đáp thêm vô đây. Mình thấy vui thấy xem đủ nhỉ, trong quả đứng rồi, ấp cái gì cái đắp lửa lại cơm nó à. Đó. Đây là còn một chút cái này là chuẩn bị mình đắp lên trên này, mình đắp biết lại luôn, lùm nhỏ nhỏ là mình đắp biết lại luôn. Mình là đi luôn công trình ở đây à? Mai anh làm ở đâu? Ở đây nè, chỗ này nè. Ở chỗ mà anh làm nè. Ủa ấy làm anh ở đâu? Ở đâu à? Thì nhà trọ ở đâu? Số à? Đây nè, đây dịch vụ này. Thì trong số mình rồi. Thì mi chuẩn bị mi đắp cái này lên chứ. Đắp bùng lên, đủ 100 chứ nghe. Có cái trứng này nó bể sẻ luôn nè. Cái đắp đựng ấp đệm ấy. Này. Mọi người là rảnh là đếm xe của đủ 100 trứng nha. Mình là 100 trứng chắc chắn rồi đó. Còn xe là do bò bón thôi. Dễ chưa? Dễ rồi đáp đây. Mình mấy anh lùm bên gốc pho rồi đó. Mấy anh lùm bên xếp. Nhà nhà thứ, nhà nhà hơn nốt trứng ấy. Nốt trứng đường bốn dục bụng nốt trứng. Mỹ nốt người nướng nó gì mày đường mua không phải bụng thì đường mua không phải bao bụng thôi chứ mẫn nốt trứng 6 trứng nhỏ nhọn thôi bỏ hết luôn đi á đâu về ta bắt luôn hay giờ lồm lại đẹp luôn cậu, lồm lại cái chảo đẹp luôn chảo đi cũng gần trốn trăm qua nè hết nhà nhọn thôi Hiếu ơi. Mày lộn đưa mấy cái trứng cái ta ăn lộn đập cái râu luôn á. Xí ăn bùng luôn á. Rồi. Lộn quanh giống đẹp chứ. Lộn quanh giống đẹp chứ. Kén. Thôi mày đi cái đập tên á. Ờ đi đó. Lấp mấy cái đất lại quanh giống đẹp chứ. Đây là xong rồi nha mọi người. Là chuẩn bị là anh em mình sẽ bỏ củi lên đây và đốt luôn ở đây nè. Bỏ củi lên đây Hiếu à. Chồng nhiều củi vô. Đó. Tới mấy mấy trời nước này rồi nè. Ô chú, nhanh nữa mày. Anh trai. Ở dưới này luôn rồi.
đốt mất hết củi luôn á. Nhà thôi mà mới bỏ về nhà thôi, nè hơi dữ đấy. Xí chậm thêm rồi. Đây. Thì công đoạn cũng coi như là 50% này nha mọi người. Bây giờ là nó chính là công thôi. Đây, hiểu đây. Ui. Hiểu đoàn chùm lửa nha mọi người. Đó, đây là trăng mấy cái ống điện có mấy con chi chi nè. Cho mọi người xem. Nè, họ mới đốt đi. Để đây cua cho họ cua. Đuôi thừa quá không thấy mọi người ơi. Vừa này có vẻ khó trái rồi. Rồi, nay ra là 100 quả trứng cút. Nếu 100 cái trứng cút mà mất còn mấy củi. Đây, lửa lên rồi. Lửa to rồi mọi người ơi. Wow. Ồ, chuẩn bị nắng, nắng luôn. Thời gian qua mình cũng ra video kia là đi đám cưới bị mất cái điện thoại, cái giờ là phải đi mua cái điện thoại cho gốc mà phải đi mượn tiền là đi lộn tên nữa, cho nên là bây giờ là mới ra được video đầu tiên của cái điện thoại mới mọi người nha. Còn nếu cho mọi người xem chất lượng video là hiểu rồi đó, do bị mất cái điện thoại cho nên là phải gom góp tiền để tiền. Đây là mình đi xem, mình đi lộn đây. Đây là chuẩn bị là mình sẽ có thành phẩm là 100 quả trứng cút nướng cái kiểu gì đi đó. Tiếng mới tới mình nhả không về tiếng chài lên sốc trang chứ. Nhả quanh lửa nè. Nhả quanh lửa đi. Thường có lửa đẹp cầu, điện thoại đây chụp lửa đẹp ghê. Lửa đẹp ghê mọi người. Đó. Trứng chuẩn bị trứng liền rồi. Bỏ thêm củi dưới, bỏ thêm củi dưới. Này đẹp không mọi người? Cái này mà đem về lồm cái mà chung xe gió là quá là đẹp luôn nè. Hết lấy nét rồi. Cái này mình ghép lại nè. Lửa là to hết rồi nha mọi người. Nó to rồi mình xem. Đó, to hết rồi. Thì sao này xuống kêu mới anh nó lên lộn anh ít trứng vui chứ. Lửa đẹp quá mọi người ơi, quá đẹp luôn á. Cái này là anh em mình luyện được 7749 ngàn rồi. Nếu mà cái luyện tiên đây tiên đơn luyện tiên đơn đây mọi người nha, 7749 ngàn 50 ngàn cho trẻ. 1 7749 ngàn là hợp lý thôi. Giờ là mình có đất đỏ trên nha mọi người, cho đây là ăn cứng nè, nó cứng nè, đó thấy chưa, nó cứng, không quá cứng nhưng mà đủ cứng cho nó không rời đất rồi đó nha mọi người kìa, đóng của bị cứng, à kiểu vậy. Giờ đất cô đâu này, mi cô thử trứng cô thử nè, đây là anh em mình xem thử trứng, đập nhẹ nhẹ rồi, ngâm dưới nước rồi, ngâm dưới nước. Rồi. Đập đầu của trứng ra. Đừng có nuốt chơi trứng. Ô, trứng đâu. Trứng ngon luôn mọi người ơi. Đó. Ngon chưa?
quốc mía nè, quốc đi quốc đi. Chiều. Ô ngon nè. Tao hát nước này được rồi, hát nước này. Giờ là anh em mình sẽ hất nước này dập nha. Đổ từ từ xuống, coi chừng ổn mấy lít. Cái dính nào, cái dính nào? Dính vô nào. À nó dính lại kìa. Tao luôn. Ý là em lùm vui đó mà kìa, thử xem gì cách so nữa thiếu à. Đóng đó rồi mọi người. Đây. Ồ, còn hơi nóng mọi người ạ. Nắng sâu luôn, sâu luôn. Từ mét từ mét. Sâu luôn, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Dạ thôi ơi. Còn nước không? Hết nước rồi đó à? Dạ, tôm kỳ à. À cũng mấy chục cây em cũng không rõ nữa nè. Mấy chục cây á? Dạ, không về chục thôi. Nhưng mà có cái trứng nào nó bể ra nó có mùi thơm mọi người à. Đấy. Mày ngâm nước luôn mà. Nhấp khó mẹ. Rồi rồi, ok ok ok. Mọi người thú vị vậy. Cả cãi rồi, cả nhẹ nhẹ rồi đi. Náo uống nước kìa. Chín nó ngỉnh nè. Chín luôn. Dạ. Mình thử quả này. Chuẩn bị thử, chuẩn bị rồi em lượm xong rồi mình thưởng thức luôn. Cả cả đây nữa cuối. Mấy cả cả lớp đây nữa cuối nè. Bể kìa, ô bể quá, nhẹ nhẹ nhọn thôi, nhọn thôi, nhọn thôi, nhọn thôi, thôi. Lòng nhọn thôi, cái này chắc bỏ rồi. Có mấy cái có hồi là không chín luôn rồi, vừa tết tết thôi. Cái này là bữa sau mà mình đi sinh tồn cho mọi người kìa. Mình có được ổ trứng là mình bỏ vô đất này mình nướng lại cũng được nè. Ổ con lục này. Nó thơm mùi. Bụng đi thì trứng buồn ăn lại. Rồi đó. Cắm gỏi được rồi đó. Chục tắt là thơm luôn nha mọi người. Giờ thiếu đồng đồ lại đi. Đồ như đi tìm vòn luôn. Mình chấm vợ. Ở quận Nam có thánh ăn à, em cũng không biết nữa. Có cũng có nhiều YouTube lắm mà em cũng không rõ nè. Mà anh lấy chân xô kìa, lấy chân xô thử kìa. Đi ra nhiều mà. Đi du lịch là không có gì là nướng luôn nữa. Ăn luôn. Đúng rồi, mình không có son nầu luôn. Cả đó hết chưa kìa. Nhiều nha mọi người nè. Tính ở Quảng Nam thì chắc không mua lắm. Thôi mà. Mình ăn thử đi mình, có xô mà có trăm quả mà. Ăn thử đi, ăn thử đi. Ăn thử đi, coi có bè cũng có ngon không bè mà nước. Đủ nó nóng, đất nó còn nóng mọi người. Cháy luôn. Nó càng nhẹ nhẹ rồi, càng nhẹ nhẹ rồi. Nắng, nắng. Nóng quá, nóng quá. Lê, lê, cả rồi. Cả thêm đi, cả thêm đi. Tớ ăn chắc cũng ngon nha nè. Một đó, quá tuyệt vời. Đây là mình đã chuẩn bị muối tiêu chanh nha mọi người. Đây đúng rồi đó. Bỏ tiêu chanh, bỏ cho chanh vô không biết ăn có hợp không mẹ. Chắc muối tiêu không chứ anh nè. Quá ngon luôn. Thấy nó bụi nó trong. Được rồi. Wow. Ngắm tới nước biển. Ngắm tới nước biển. Ngắm tới nước biển. Dạ. Này là sinh tồn tốt rồi. Sinh tồn đây, đây là món ăn sinh tồn, đây là muối tiêu chanh này. Sang dưới rồi, hết chưa? Đây rồi. Mày dắt ráo rồi, mày bỏ hết vô cái mũ ta luôn. Mày ngồi lên
bị đóng tay ngọc ăn hết đi. Ta đang quả này phải không? Bị à? Bị. Đi thôi, đưa ta đi, đưa ta đi bắt bắt đi. Dạ. Anh ơi. Còn sống anh? Còn sống à? Còn sống anh dùng. Sống quá anh không anh nè. Ờ. Sống cùng anh được. Tôi cho anh cho cái công nhận á, cho cái công nhận đây. Ê, hắn có lại trứng lục lại cái môn ngon rồi. Đi ngon rồi. Đúng rồi. Lấy tài giấc đi. Mấy anh đang vui để mấy anh nha. Đi ra rồi. Cái này chín chưa anh nè? Này chín rồi. À, mấy cái mà chắc ở chỗ mỏng là nó chín. Đây, không cũng ăn được. Nó không hẳn là sống đâu, đây là ngon rồi đó anh. Ngon rồi. Đây là ngon rồi đó. Quá tuyệt vời. Dạ, kỹ là hồng đào rồi đó. Dạ. Té 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 té. Dạ. Ngon. Dạ. Ăn thêm anh đấy, anh có trăm quả luôn. Ừ rồi em. Dạ. Ô, có mớ luôn mọi người ơi. Cái nước này là nó không ảnh hưởng nha. Hiếu, thì mình dớt ra luôn. Dớt ra bỏ lên đây hả? Dớt ra bỏ lên cái chân qua đây. Nè, dớt ra bỏ lên chân qua đây. Đây là dưới đó. Ai, nhìn rất là ngon. Hiếu lọc nó cho ta thử quả hiếu. Lọc thử quả nè. Thử quả nè. Đây là Hiếu sẽ lọc cho mình quả nha mọi người. Kệ, đây là ngon rồi đó. Đây là gọi là ngon rồi mọi người nè, thiệt luôn. Ăn trứng là phải ăn như này nè. Ăn dừa chín thôi. Đó, nấu không phải xạo chứ như đây là ngon nè. Quá ngon luôn. Sau này chín nè. Cảm ơn Hiếu quá tuyệt vời. Giờ mình sẽ ăn cho mọi người xem nè. Khó là ngon á. Công sức của anh em mình. Mời tất cả mọi người. Bữa tiệc chanh nè. Mọi người đây là mình lùm món sinh tồn nha mọi người. Này. Lúc mình đi đâu đó mà không có là lùm như này ngon. Mình đi ngắm nước biển vô rồi Hiếu ơi. Nè. Có quả là vừa chín tới, có quả là chín sơ sơ nha mọi người nha. Nhưng mà mình nghĩ là không tới nổi vậy đâu. Đó, mình nướng cái nè. Mình bỏ một chút đất sét nó qua thôi. Đó. Ni mà che nữa thôi, còn cái gì nữa mọi người thì quá là ngon luôn. Good á. Ăn vào nó rất là bùi nha mọi người. Nè chấm cái nè. Bị ngon mấy, ảnh hưởng bình thường. Mình ăn tới thôi. Có trăm quả luôn mà, đâu ít đâu. Ăn rất là đỏ luôn. Đỏ ghê, bùi rất là bùi luôn. Mọi người ăn trứng lục là nó khô đúng không? Ăn trứng này là cảm giác là uống nước là ít lắm mọi người. Đó như này mà nấu bổ sao không ăn nữa. Bữa sau nó mình sẽ không lục đâu. Nè, chấm muối tiêu chanh nè. Nó bùi ngại ngại mọi người ạ. Ăn đỏ đi. Ngon, thì rất là ngon luôn. Thì cũng nhờ mấy anh kia phụ nha mọi người nha. Rồi mấy anh kia là cũng có tò mò, có muốn tìm hiểu chút về YouTube kìa. Cho nên là nãy có hỏi kênh YouTube mình, mình cũng trả lời thật lòng thôi. Mấy anh cũng hề hước mà. Đây là món ăn sinh tồn nha. Bữa sau mà có đi rừng rồi gì kìa. Là quất như đây nè. Đây mọi người, đây mọi người. Rồi kể vô. Đây mọi người. Đó. Kiểu này ăn lắc như sữa lắc như không cái gì rau cao á, thịt rau cao á, đúng không? Mình ngon luôn, béo bở luôn á. Mọi người ơi, mọi người ơi, còn gì để bằng nữa mọi người ơi. Quá đã. Ngon đỉnh á. Nó không quá là ngại luôn. Thiệt quá mọi người luôn, nó là không quá là ngại. Ăn nó rất là ngọt. Hey, ngọt đây, hơn trứng lục luôn. Trứng lục là nó, mọi người ăn vào là cảm giác là thấy nó ngon liền. Và nếu bữa sau mà anh em mình có lồn lẻ thì rút kinh nghiệm là nấu thêm một chút nữa. Nghĩ không?
lục lâu lao, không phải là lục đó, nướng đi, nướng dắt thêm một chút nữa cho nó lâu lao, cho nó khô dính lại luôn mọi người kìa. Anh em mình ăn đây là có những quả là gần như là còn sống, thì gần như là còn sống nhưng mà rất ít, tại vì mấy quả nó là có khi là nó nằm ở ngồi rìa hoặc là nó nằm ở chỗ đất dài quá mọi người kìa. Chắc ngồi rìa hiểu không, tôi nghĩ là chắc ngồi rìa, đất dài là ở giữa là đường nó cũng nóng xuống nó chín à. Nè quả này là không bị gì hết nè, như đây là đất ngon kỹ giống là gọi là nông xương, nông xương này. Nên mình sẽ ăn nốt, nãy giờ mấy anh ăn cũng được một chút và anh em mình ăn một chút. Trứng thì vẫn là trứng nhưng mà mọi người ăn là nó khó trứng lục hoàn toàn luôn, có hiểu không? Có hạn ngọt với lại ăn bùi á, bùi mà ăn thịt rất cao á, ăn bùi nhưng mà hát không bùi ngại nha mọi người, ăn không có ăn thì cái này là ham ấn, ăn ham ấn. Đâu quá, đâu quá. Dắt rồi còn bao nhiêu trứng hết, dắt rồi còn bao nhiêu trứng nè, dắt hết rồi. Ngon, đúng ngon luôn. Thiệt nó không phải là vì sao đi trên tàu á, mà đi ngồi là thấy trứng thấy gì à, bốc luôn, không cần nước á, lụi hết xuống đất á, tắt lửa lên quốc. Nhiều củi còn tốt, lần giết củi đó. Nhiều củi tốt á mọi người. Với tụi mình là lùng nấu củi tre nên cháy nhanh. Củi gỗ nữa là có thể là cháy lâu xíu là gì. Ngậu đây là gặp gió biển mất, có quả này là chưa chín lắm mọi người nè. Xì nè. Chưa chín lắm, tớ té đó thiếu bè. Té. Ê mọi người nè, tớ té như là mà mình ăn bình thường nha. Còn bao nhiêu chuẩn bị đếm nè. À hết quả này mình đếm còn bao nhiêu chứ nè. Đây là còn bao nhiêu quả này. 2, 4, 6, 8. Mày đếm riêng mày đi. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35,
còn khoảng khoảng 55 quả Hiếu. Ok chưa? Còn khoảng 55 quả. Làm 55 quay. Rồi 55 quả. Giờ là nay mình chưa được hết nữa. Ăn chưa hết được một đứa. Ở mới đó. Ở cũng không phải là ở mọi người, kiểu là giống là giờ là mình sẽ đem về cho mấy đứa em ở nhỏ nữa, tại vì anh em mình ăn là ấy lặng vừa sống quá nên nhốt lòng. Nhốt lòng. Không không quá sống, sống là tùy theo quả thôi nha mọi người. Ấy cũng sống mà. Cũng sống. Nhốt lòng lắm. Nhốt lòng. Giờ có em mua ngồi lòng là ăn liền. Hiếu nuôi hào quá đi. Bữa sau Hiếu đừng nuốt nữa nữa. Mà thôi thì cũng có gì hơn. Hiếu ơi. Thì đây cũng là video, gọi là video đầu tiên của chiếc điện thoại mới của anh em mình nha mọi người kìa. Cho nên là thời gian qua là mong mọi người là thông cảm nha. Thì chắc là muốn ra video đâu mà fan hâm mộ súng. Đón chào mọi người fan súng kìa. Fan đông lắm nha, rồi mẫu giáo đến lớp 1 không à. Thật là do là mình mất cái điện thoại thật tình luôn nha mọi người. Không tin là mọi người xem video nào, video kia là video chất lượng sẽ khác nhau luôn. Rồi lần này là mình mua cái điện thoại khoảng gần 7 triệu thôi vì kinh tế khó khăn, mình cố gắng lắm á, mua trợ góp nữa nha, mua trợ góp lắm á đó. Cho nên là mới mua được cái điện thoại, mà tranh thủ luôn cái video đầu tiên để xem cái độ nét nó như thế nào, mà từ nét nó có sáu cũng cố gắng mà lồn thôi chứ sao giờ. Nói chung là mong mọi người ủng hộ cho anh em mình thôi. Nếu anh em mọi người thấy thương anh em chúng tôi, muốn anh em chúng tôi làm video nhiều hơn nữa thì có bọn ấy ủng hộ cho chúng anh em chúng tôi có động lực để làm. Ok. Thì video hôm nay là anh em mình mới vừa suy nghĩ ra lúc buổi trưa này và buổi chiều là thực hiện luôn đó mọi người. Thì cũng có giấy là kiểu như là nếu mọi người lỡ mà đi trong rừng, lột trong rừng mà có trứng gọi giống như đó, bỏ vào như này khẩu cần nồi son đồ lục hết, nướng như này ăn rất là ok luôn, với gút luôn.
Vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Nếu mọi người như thấy video này thú vị thì hãy cho anh em mình một like và một lượt đăng ký để có động lực ra thử những video sau nha. Bye bye mọi người.